từ ở trên đây mấy em thấy rồi ha, đó là từ viết tắt của ba cái chữ đầu tiên là H, C và C. Còn Việt Nam mình á, tiếng Việt á, mình có thể gọi bằng ung thư gan, ngắn gọn là ung thư gan cũng 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 hay sử dụng. Tuy nhiên cái từ ung thư gan đó nhiều khi nhầm lẫn với lại những cái ung thư khác ở gan cũng gọi là ung thư gan luôn thì nó dễ dễ nhầm. Cho đó nói chung là mình gọi là ung thư tế bào gan hoặc là ngắn gọn hơn nữa là HCC thì ai cũng hiểu đúng hết ha. Chứ mình nói ung thư gan không nhiều khi có người hiểu không không, không chính xác lắm. Thì cái ba đây là một cái bệnh lý ung thư mà chắc tụi em cũng được nghe nói tới nhiều. Thì ngày hôm nay mình sẽ trình bày cái bài đó với những cái mục tiêu mà thầy Cao Cương đã đề ra, đó là thứ nhất là mình nắm được cái nguyên nhân á, căn nguyên có nghĩa là nguyên nhân. Và khi mà mình biết được cái nguyên nhân rồi đó thì mình sẽ hiểu được là tại sao người ta sẽ tầm soát những cái đối tượng bệnh người bệnh nhà dày dày để tìm cái HCC. Đó là cái mục tiêu thứ nhất. Cái mục tiêu thứ hai là mình sẽ khảo sát những cái chẩn đoán, phương pháp chẩn đoán về mặt lâm sàng và cận lâm sàng như thế nào thì mình có thể kết luận được là một cái bệnh lý HCC. Cái mục tiêu thứ ba là sau cái chẩn đoán là mình sẽ trình bày được một số cái phương pháp điều trị phổ biến thông dụng hiện nay người ta áp dụng ở nhiều nơi trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Còn những cái phương pháp mà gọi là sâu quá thì mình sẽ không trình bày trong bài này, tại vì bài này mình cũng không có thể nào mình trình bày hết được những cái phương pháp mà nó chi li lắm, mình không làm nổi. Và cái mục tiêu cuối cùng đó, tức là sau khi mình nắm được cái cách chẩn đoán và những cái phương pháp điều trị đó, thì mình sẽ biết được là khi nào tôi chọn lựa phương pháp nào, tức là chỉ định của từng phương pháp, mình có thể biết được cái đó để mà mình đưa ra cái hướng chọn lựa điều trị cho từng trường hợp HCC. Thì đầu tiên hết là về mục tiêu một, tức là căn nguyên. Thì trước khi nói tới căn nguyên thì mình nói sơ điểm sơ qua về cái tình hình HCC hiện nay trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Thì HCC là một cái bệnh lý rất là thường gặp trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Thì cái mức độ thường gặp đó, nó thay đổi theo từng vùng. Ví dụ cái vùng mà gọi là có thể nói là cao nhất thế giới đó là cái vùng Phi Châu, ở cái vùng dưới sa mạc Sahara thì cái tần suất nó rất là cao. Ngoài ra một bên cạnh đó thì có một cái vùng nữa, khu vực nữa cũng thuộc gọi là dịch tễ mà nặng nề của HCC, đó là Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Thông thường thì giữa hai giới thì nam thường bị nhiều hơn nữ. Ở bệnh viện Bình Dân, thầy Cao Cương thống kê là nam gấp 3 lần nữ. Độ tuổi thì cũng thay đổi tùy theo từng cái vùng miền, tùy theo từng cái căn nguyên, nguyên nhân bệnh, vân vân. Nên là cái tuổi nó cũng thay đổi, dao động rất là nhiều. Và thường là giai đoạn tương đối sớm, tức là dưới 40 tuổi là cũng có thể gặp khá nhiều HCC. Với những cái nguyên nhân như là viêm gan, xơ gan, vân vân. Thì những cái người mà dưới 40 tuổi này thì họ cũng đã bị một cái quá trình bệnh lý nguyên nhân đó kéo dài, nên là nó có thể xuất hiện HCC ở những người tương đối trẻ rồi dưới 40. Về thế giới đó thì Thầy ơi, đây là cái hình. nãy giờ thầy có chạy slide không thầy? Có, ủa tụi em không không theo dõi được hả? Dạ, slide nãy giờ nó vẫn đang đứng là slide đầu tiên hả? Khoan nha. Để mình làm lại nha. Rồi, để mình đợi mình share lại cái. Cái máy của mình nhiều khi nó bị rơi cái tình trạng đó, nhưng mà không sao, mới có một vài slide thôi, cũng chưa có đi vô cái nội dung gì quan trọng lắm.
Em thấy chưa? Chưa hả? Dạ, em Thấy. thấy như nó ở slide 1 đó thầy. Ở slide 1. À đây phải không? Rồi, em thấy slide tiếp theo phải không? Mình đang Dạ cho rồi, chạy tiếp dạ. á. Dạ, slide dịch tễ rồi. Dạ. Rồi. Rồi, hai dịch tễ rồi, bây giờ mình qua nói dịch tễ, bây giờ mình nói tới cái dịch tễ mà trên thế giới tụi em vẫn tiếp tục theo dõi nguyên toàn màn hình rồi phải không? Dạ, đúng rồi. Dạ. Rồi, thì mình nhìn thấy cái đây là một cái bản đồ thế giới. Thì tụi em thấy là cái màu cam cam đó là nhiễm nhiễm virus B. Cái màu xanh dương đậm là rượu, cái màu xanh lá cây là viêm gan C, và cái màu vàng là những cái nguyên nhân khác, ví dụ như là bệnh gan nhiễm mỡ vân vân. Thì mình nhìn trên toàn cảnh này mình thấy là những cái vùng này nó đều có những cái màu đó, màu xanh dương đậm, màu cam và màu xanh lá cây là ba cái nguyên nhân thường gặp nhất, đó là viêm gan B, C và rượu. Thì mình thấy là ở ở Nhật nè, ở Nhật là cái bên góc tay phải này nè, thì mình thấy là cái màu xanh lá cây có nghĩa là viêm gan C là chiếm đa số, kế tiếp mới là viêm gan B và rượu. Ở châu Âu ở ngay giữa màn hình thì mình cũng thấy là viêm gan C là cái màu xanh lá cây là chính, rồi kế tiếp cũng là rượu là màu xanh dương đậm, và viêm gan B là màu cam là ít hơn. Tương tự ở Mỹ, ở Bắc Mỹ thì mình thấy là màu xanh lá cây là viêm gan C cũng chiếm đa số, rồi kế tiếp mới là rượu và viêm gan B. Đó là cái đặc trưng của những cái nước tiên tiến, tạm gọi là vậy đi, tức là Nhật nè, châu Âu, châu Mỹ thì đa số họ là viêm gan C, kế tiếp là rượu và viêm gan B là ít hơn. Còn ở ở Việt Nam, tức là cái vùng Đông Á nè, tụi em thấy không, mình chỉ con chuột về tụi em thấy không, thấy không? Alo. Alo. Thấy ở này Thấy con chuột nó di chuyển không? dạ Thấy con này em chuột không? dạ em có thấy dễ hết thấy rồi Cái này là ngay cái chỗ vùng Đông Á đó, Đông Á tức là East Asia đó. Có cái Việt Nam rồi vân vân đó, Thái Lan rồi rồi Trung Quốc rồi đó. Thì ngược lại với lại những cái Nhật Bản hoặc là Âu Mỹ thì là ở vùng Đông Á thì cái viêm gan B là chiếm đa số, kế tiếp là rượu và mới tới viêm gan C. Nói chung là đây là ba cái nguyên nhân cũng khá là tương đồng phổ biến ở khắp nơi trên thế giới, chỉ có cái tùy nơi thì cái này nó trội hơn, cái kia nó giảm đi thôi ha. Khi nào tụi em cảm thấy không không có cái màn hình nó không có di chuyển nữa thì tụi em báo biết nha. Rồi tiếp theo ha, đây đây là một cái khu vực mà hồi nãy có giới thiệu lúc ban đầu đó, tức là cái khu vực này, cái khu vực là khu vực là ở Mozambique. Mozambique là cái vòng tròn đỏ này nè, tức là nó nằm ở phía dưới phía nam của sa mạc Sahara của châu Phi, nó nằm ở phía dưới phía nam á. Thì đây là một cái khu vực mà nó có một cái dịch tễ học ung thư gan có thể nói là rất là đặc biệt, nó vừa cao mà nó lại vừa ở người tuổi trẻ. 50% những bệnh nhân mà ung thư gan HCC ở cái vùng Mozambique này là dưới 30 tuổi, tức là họ bị ung thư gan sớm lắm. Thì người ta giải thích cái điều này đó là ở cái vùng này đó thì họ viêm gan BC rất là nhiều. Thứ hai nữa là do cái dự phòng ngừa viêm gan BC của Mozambique họ chưa có được hiệu quả đó, nên là cái việc mà nhiễm virus đó, viêm gan BC nó có thể truyền từ từ mẹ sang con, từ người này qua người kia rất là dễ dàng. Nó làm cho cái tỷ lệ mà bệnh HCC viêm gan nó cao lên, và đồng thời nó cũng xuất hiện ở những người khá là trẻ. Đó 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 là cái đặc thù của một cái vùng rất là đặc biệt ở châu Phi. Xin lỗi tụi em đợi chút xíu nha, mình xuống mình mở cửa cái rồi mình lên nha. Alo.
Dạ. Dạ được ạ. Rồi đợi mình 5 phút. Rồi, alo, mình tiếp tục được không em? Tiếp tục ha. Rồi, sau cái phần mà dịch tễ học của thế giới liên quan tới một cái vùng đặc biệt ở châu Phi thì mình quay trở lại dịch tễ học ở Việt Nam. Thì đây cũng là một cái số thống kê mà thế giới người ta thống kê toàn bộ, trong đó có Việt Nam mình thôi. Tức là mình nhìn thấy cái vùng màu cam nè, là ung thư gan. Đây là những cái số ca bệnh ung thư mới mắc tới năm 2020 cho cả hai giới luôn, nam nữ luôn, thì ung thư gan là cao nhất. Em thấy cái ung thư gan nó chiếm tới 14,5% nè. Còn sau đó là ung thư phổi 14,4, ung thư vú dưới nữa, ung thư dạ dày thấp hơn, ung thư đại trực tràng rồi 9%, vân vân. Ung thư gan là chiếm hàng số 1. Nhưng mà nếu mà mình xét nam riêng nữ riêng thì ở nam đương nhiên như mình nói từ đầu, tức là ung thư gan nó thường gặp hay nam, cho đó cái nam nó vẫn là số 1, ung thư gan là số 1 ở nam 20%. Còn ung thư gan mà ở nữ á, thì nữ là do cái nữ họ ít có bị ung thư gan so với nam, do đó cái tỷ lệ ung thư gan ở nữ không á, thì lại thấp là 7,4% thôi, trong khi những cái ung thư khác đặc thù của nữ, ví dụ như ung thư vú nè, thì cao hơn, cao nhất 25,8%. Đó là cái tình hình chung các loại bệnh lý ung thư, trong đó có ung thư gan ở giữa của Việt Nam mình và so sánh giữa hai giới. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái mục tiêu một, Dạ nói về thầy những ơi, một số ơi. hình như slide nó không chạy thầy. Em vẫn đang thấy màn hình của cái bản đồ thế giới. Bản đồ thế giới thôi phải không? Dạ. Ồ, cái máy của mình đợi mình chút, mình cho nó chạy lại không sao. Rồi, mình mới cho nó chạy lại, tụi em thấy không? Thấy cái màn hình mà chưa thấy hả? Để làm lại. Thì nó hay bị cái này quá. Rồi. Giờ mình share lại cái màn hình. Rồi tụi em thấy lại cái màn hình gồm có hai cái hình hai bên chưa? Cảm thấy rồi thôi. Thấy rồi phải không?
Rồi đợi mình chút nha. Nó bị một cái lỗi gì đây. Dạ, Rồi. hay là thầy khỏi mở màn hình trình chiếu cũng được. Rồi vậy được chưa? Dạ thấy rồi. Khỏi mở màn hình trình chiếu là sao em? Dạ ý là cứ kéo ở ngoài cái PowerPoint bình thường á, khỏi trình chiếu, hình như lúc mà thầy nhấn trình chiếu nó mới bắt đầu, nó không có được á thầy. Ai hả? Thôi bây giờ thử cái này coi nè. Mình bây giờ tụi em thấy chưa, Dạ thấy bình thường. thấy bình thường căn nguyên HCC rồi phải không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình tiếp tục, tức là mình đi vô cái mục tiêu một, tức là một điểm qua một số nguyên nhân có thể nói là rất thường gặp, có liên quan tới bệnh sinh sinh phát sinh ra bệnh ung thư tế bào gan HCC. Đầu tiên hết, cái có lẽ là mình phải nói tới cái nguyên nhân mà thường gặp nhất trong theo cái bản đồ phân bố nguyên nhân của vùng Đông Á, tức là viêm gan B là đầu tiên. Thì người ta thấy là HCC nó liên quan tới viêm gan B. Cái tỷ lệ mà HCC mà có nhiễm B, viêm gan B á, nó cao lắm, nó 40 tới 80%. Đây là một cái đặc điểm là mình thấy là đúng là nó có cái mối liên quan gì đó, nó mới chiếm tỷ lệ cao dữ vậy. Thì có tác giả Beasley là ông cũng nghiên cứu về ung HCC, thì ông thấy là ở người mà viêm gan B á, thì cái tần suất mà HCC nó cấp tới 390 lần, tức là gần 400 lần cái người bình thường. Ngoài ra là những cái vùng địa phương mà có tỷ lệ mà viêm gan B mà cao đó, tức là có dịch tễ mà viêm gan B mà nhiều á, thì người ta cũng phát hiện ra cái số ung thư gan HCC nó nhiều. Người ta thấy rằng là cái virus viêm gan B này nè, cái DNA của virus đó, nó xâm nhập vào trong tế bào, đó là dạng là DNA virus, do đó là nó thâm nhập vào trong tế bào luôn, tế bào gan á. Và chính vì cái này nè nên là nó sẽ làm thay đổi cấu trúc của cái tế bào gan, và nó dẫn tới những cái đột biến, rồi nó tạo thành những cái nguồn gốc của cái phát triển của ung thư gan đó. Người ta thấy nó là do cái viêm gan B là nó có những cái đặc điểm đó. Và ngoài ra người ta đã theo dõi theo thời gian thì người ta thấy là bắt đầu là nhiễm viêm gan B, sau đó nó diễn tiến thành viêm gan B mãn, rồi từ viêm gan B mãn đó nó mới có thể diễn tiến dần đến gan xơ, và từ đó nó mới xuất hiện HCC. Do đó là đây là một cái quá trình bệnh, và nó thể hiện cái mối liên quan giữa viêm gan B và HCC rất là rõ qua những cái bằng chứng mà mình vừa mới trình bày. Cái viêm gan B nó cũng còn liên quan với những cái yếu tố khác dẫn tới HCC. Thì đây là một trong những cái mà người ta một một số cái người ta có nêu lên, ví dụ như là nguy cơ HCC nó không chỉ là do anh tiếp xúc với viêm gan B, không phải vậy, nhưng mà nó phải đòi hỏi một cái điều kiện nữa, tức là khi mà anh tiếp xúc với viêm gan B rồi thì nó sẽ chuyển qua cái giai đoạn là viêm gan B mãn, tức là cái virus viêm gan B nó không mất đi trong cơ thể mà nó chuyển qua cái giai đoạn mãn tính, tức là nó vẫn tồn tại kéo dài trong cơ thể, thông thường là trên 6 tháng. Thì đó mới là cái yếu tố có thể gây HCC. Chứ còn những cái người nào mà bị nhiễm virus B nhưng mà sau đó họ không có giải trải qua cái giai đoạn là viêm gan B mãn thì họ cũng không phải là cái người có nguy cơ cao bị ung thư gan HCC. Đó đó là cái thứ nhất mình phải hiểu. Để mình gì để dựa trên cái này nè, những cái người bị viêm nhiễm viêm gan B không phải tất cả đều cần tầm soát HCC, không không phải vậy, mà chỉ có những người nào nhiễm viêm gan B mà tới giai đoạn mãn tính, gây viêm gan B mãn tính trên 6 tháng thì những người đó mới thuộc vào cái đối tượng cần phải tầm soát HCC định kỳ, bởi vì đó là nguy cơ cao. Đó là cái thứ nhất. Nó có một cái nguy cơ cũng khá cao khi mà cái việc nhiễm viêm gan B này nó mắc phải lúc mà sanh, hoặc là lúc mà giai đoạn mà
tuổi như tuổi còn nhỏ. Bởi vì nếu mà một đứa bé mà nó sinh ra mà nó bị nhiễm viêm gan B từ mẹ đó, thì cái nguy cơ của nó là nó sẽ tồn tại một cái tình trạng viêm gan B kéo dài, và nó cũng chính là cái nguyên nhân, cái yếu tố nguy cơ rất là cao của HCC, vân vân. À, đây là những cái bằng chứng tiếp theo, tụi em có thể đọc sau đó, mình sẽ gửi lại cho tụi em để mà tụi em có thể đọc thêm, để mình hiểu hơn là về cái mối liên quan chặt chẽ giữa viêm gan B và HCC. Ngoài cái viêm gan B ra thì một cái viêm gan nữa mà người ta cũng hay nhắc tới liên quan tới HCC đó là viêm gan C. Viêm gan C thì như nói trong đầu, tức là nó thường xuất hiện, nó là cái yếu tố mà chiếm tỷ lệ khá cao liên quan tới HCC ở những cái nước phát triển đó, Nhật nè, Âu Mỹ, vân vân. Thì đây là một cái nguyên nhân dẫn tới bệnh lý gan mãn tính giống như viêm gan B, nhưng mà nó là nguyên nhân của nó là viêm gan C, nó dẫn tới bệnh gan mãn tính ở Nhật, ở châu Âu và châu Mỹ. Đây là những cái nơi viêm gan C cao, nhưng mà viêm gan B cũng có nhưng mà tỷ lệ thấp hơn. À, hai cái viêm gan B và C có thể là những cái yếu tố nguy cơ độc lập gây ra HCC, nhưng cũng có thể là nó phối hợp với nhau. Khi mà một người mà bị nhiễm cả hai loại viêm gan B, C này, thì hai cái tác động đồng thời của hai cái viêm gan B, C nó có thể nó cộng 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 với nhau để mà nó tạo ra cái nguy cơ HCC cao hơn. Cái bệnh sử tự nhiên của nhiễm viêm gan C rồi dẫn tới cái HCC thì thực sự người ta cũng chưa có được rõ ràng lắm. Nhưng mà người ta cứ suy nghĩ như thế này, tức là nó có thể là một cái tình trạng nhiễm mãn tính. Rồi từ từ đó nó dẫn tới xơ gan, mà chính cái xơ gan này là cái yếu tố gần như là gần gũi nhất có thể gây HCC. Đó, tức là những cái viêm gan B, viêm gan C nói chung nó đều dẫn tới cái bệnh gan mãn tính. Rồi từ cái bệnh gan mãn tính này nó chuyển qua giai đoạn là gan bị xơ, và chính từ cái gan bị xơ này nó mới là cái nguồn gốc của HCC. Đó, cái ý nghĩa nó là vậy. Viêm gan C cũng có thêm một số cái nữa, tức là cái tần suất của ung thư gan ở những cái người mà nhiễm viêm gan C đó thì nó khoảng 1 tới 3% trong vòng 30 năm. Đó, tức là một cái người mà bị nhiễm viêm gan C thì trong vòng 30 năm chỉ có 1 tới 3% của số người đó có HCC. Đó, nó là vậy. Hoặc là một cái người mà bị xơ gan mà do viêm gan C, đây là một dạng khác, cái mức độ nó nặng hơn, tức là mấy người này bị nhiễm viêm gan C mà đã trải qua giai đoạn xơ gan rồi thì cái tần suất nó sẽ tăng. Tăng là làm sao? Tăng tức là hàng năm cái tần suất này nó là 1 cho tới 4% so với lại cái tần suất ở trên là 1 tới 3% trong vòng 30 năm là ở những người chưa có xơ gan. Còn riêng những người mà đã tới giai đoạn xơ gan thì cái tần suất mà xuất hiện HCC nó sẽ tăng lên rất rất là nhiều. Những cái người mà đã được điều trị viêm gan C mà tốt, người ta cho là tốt, là tốt có nghĩa là đáp ứng với lại cái virus nó bền vững rồi đó, tức là họ gần như có thể kết luận là họ đã khống chế được viêm gan C trong cơ thể, nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là họ không có nguy cơ HCC, mà nó có thể chỉ có giảm thôi, có thể giảm được 75% cái nguy cơ chuyển thành HCC chứ không mất hẳn. Đó, đó là cái những vấn đề mà liên quan tới viêm gan C mình có thể cần cần biết. Một cái nữa là không viêm gan B mà cũng không viêm gan C, nhưng mà đó là tổn thương xơ gan. Xơ gan do bất kỳ nguyên nhân gì gần như vậy ha. Xơ gan do viêm gan, xơ gan do rượu, xơ gan do bệnh gan nhiễm mỡ, vân vân. Tức là những cái bệnh lý nào mà có thể dẫn đến xơ gan thì đều có thể có nguy cơ HCC trên nền xơ gan. Đây là xơ gan là một vấn đề mà có thể nói là người ta đã xác định từ lâu rồi. Tuy nhiên nó cũng khác là cái gì, tức là hồi xưa người ta cứ nghĩ là xơ gan do rượu thôi, mà uống rượu nhiều xơ gan thì dễ bị ung thư gan, nhưng mà ngày nay nó còn nhiều nguyên nhân dẫn tới xơ gan mà không phải rượu. Ví dụ như tụi em thấy đây ha, là viêm gan, những bệnh lý mà tăng sắc tố ở trong gan, những cái xơ gan nguyên phát, bệnh xơ gan đường mật nguyên phát, vân vân. Còn còn nhiều cái bệnh lý khác có thể dẫn tới xơ gan.
mà hợp khi đã dẫn tới xơ gan rồi thì đều có nguy cơ HCC, đó là cái nguyên nhân xơ gan. Nói tóm lại thì về mặt nguyên nhân đó thì có thể là nhiễm viêm gan CV, có thể là xơ gan, có thể là một số cái yếu tố khác mà người ta cũng có thể liệt kê ở đây, ví dụ như là nhiễm cái chất là aflatoxin, là một cái chất mà nó có trong thực phẩm, của một số cái thực phẩm mà ngày xưa đó, những cái vùng mà người ta bị nhiễm cái chất này ở trong thực phẩm nhiều thì người ta cũng kết luận đây cũng có thể là một trong những yếu tố liên quan tới HCC ở những cái vùng đó. Nói tóm lại thì căn nguyên của ung thư gan thì mình có thể tóm lại là B, nhiễm viêm gan B, viêm gan C, xơ gan, rượu, vân vân, một số yếu tố khác. Ngoài ra người ta cũng có thể liệt kê thêm một số cái yếu tố rất là phụ, ví dụ như là hút thuốc lá, cũng có thể liên quan tới HCC, nhưng mà cái bằng chứng thì nó chưa có rõ ràng lắm, người ta chỉ đặt vấn đề ra vậy thôi. Aflatoxin một lần nữa anh nhắc lại, đó là một cái chất mà sản xuất ra bởi cái nấm Aspergillus, nó là một cái rất là độc cho gan và chính khi nó gây tổn thương gan, nó làm cho cái gan nó bị tổn thương mãn tính và từ từ nó mới dẫn tới cái ung thư gan vân vân. Một số cái hóa chất khác cũng có thể, ví dụ như nấm ở trong những cái hạt vân vân, và những cái chất mà thuốc mà mình có thể đưa vào bệnh người, ví dụ như ngày xưa người ta chụp phim X-quang mà có thuốc cản quang bằng Torotrast cũng là một cái chất có thể gây độc gan và dẫn tới ung thư gan. Cái này mình biết thêm nữa, cũng không không cần phải nhớ nhiều lắm. Bởi vì những cái nguyên nhân mà thường gặp nhất như là đã nói lúc đầu, tức là viêm gan BC, rượu, xơ gan. Đó là những cái nguyên nhân mà mình cần nhớ. Và đó cũng chính là những cái đối tượng để mà mình phải tầm soát ung thư gan theo theo định kỳ. Vân vân, người ta có thể kể thêm một số cái nữa, ví dụ như tụi em thấy ở đây, ví dụ như là nhờ cái người mà bị những cái bệnh lý chuyển hóa ở gan, ví dụ như là bệnh di truyền, ví dụ như bệnh khiếm khuyết men, bệnh Wilson vân vân, hoặc là những người mà sử dụng những cái loại thuốc liên quan tới nội tiết tố, ví dụ như là thuốc người thai vân vân, cũng có thể lâu dài cũng có thể dẫn tới những cái tổn thương ở gan, hoặc là những cái người bị đái đường, bị béo phì, hoặc là những cái bệnh lý chuyển hóa vân vân, những triệu lý chuyển hóa mỡ rồi vân vân, nó đều có thể là một trong những cái yếu tố có thể làm tổn thương gan để dẫn tới HCC. Một cái bệnh lý mà gần đây bắt đầu người ta nói nhiều, đó là cái bệnh lý là viêm gan mỡ mà không do rượu. Cái uống rượu mà gây ra tổn thương gan, rồi ứ mỡ ở gan, rồi gây viêm gan vân vân, đó là nguyên nhân do rượu. Còn cái bệnh này là một cái bệnh lý nó cũng là viêm gan mỡ nhưng mà không do rượu, tức là những người này không uống rượu nhưng mà cái tổn thương gan của họ vẫn là những cái tổn thương mà tế bào gan nó bị ứ mỡ rồi nó bị hoại tử vân vân, nó thành một cái bệnh cảnh viêm gan mỡ mà không phải là ở người uống rượu. Thường là nó gặp ở những người đái đường, nó gặp ở những người béo phì vân vân. Người ta hay dùng cái từ giai đoạn đầu là gan nhiễm mỡ đó. Gan nhiễm mỡ là một cái giai đoạn đầu tiên có thể dẫn tới cái bệnh lý cái viêm gan mỡ không do rượu thôi. Những cái đối tượng nào mà họ bị cái viêm gan mỡ rồi mà nó dẫn lâu dài, nó tồn tại mà mình không điều trị thì có thể nó dẫn tới tổn thương gan, dẫn tới xơ gan và sau đó là HCC. Thì đây là những cái trường hợp mà em thấy là thường gặp ở những bệnh nhân mà đái đường hoặc là béo phì. Rồi, đó là những điểm qua những cái nguyên nhân của HCC. Xin lỗi, tụi em vẫn đang theo dõi được mà phải không? Dạ vẫn được thầy. Rồi, tốt. Rồi, bây giờ từ những cái yếu tố nguyên nhân mà mình kể ra vừa rồi đó, vậy thì câu hỏi đặt ra là những người nào nên tầm soát ung thư gan định kỳ? Để trả lời câu hỏi này thì mình thấy là cái người nào mà bị nguy cơ ung thư gan cao á, thì người ta mới đưa vô tầm soát, đúng không? Chứ còn người nào mà không có yếu tố nguy cơ mà ung thư gan gì hết thì đưa vô tầm soát làm chi? Nó vừa phiền cho họ, nó vừa tốn kém cho kinh tế, y tế, mà thậm chí nó gây một cái sự lo lắng vân vân, nó làm quá tải mà không cần thiết. Chính vì vậy nên là những cái hiệp hội mà về gan thế giới người ta đã lọc ra, người ta chọn lọc ra những cái đối tượng nào thực sự là có nguy cơ, tức là at risk population for surveillance, tức là những cái đối tượng này mới là đối tượng có nguy cơ thật sự và cần phải tầm soát theo dõi định kỳ.
đó là những cái đối tượng nào, thì mình thấy là đầu tiên hết phải nói là những cái đối tượng mà có chữ cirrhosis, tức là xơ gan. Những cái đối tượng nào mà mình đã xác định là xơ gan thì đều là đối tượng cần phải tầm soát hết, tại vì xơ gan là một cái bệnh mà gần như nó gắn chặt với lại ung thư gan. Xơ gan có thể nhiều nguyên nhân, có thể là do viêm gan B gây xơ gan, có thể viêm gan C gây xơ gan, có thể là rượu, có thể là những cái bệnh lý gan mà mỡ không do rượu cũng có thể dẫn tới xơ gan, vân vân, hoặc là những cái nguyên nhân khác, other etiologies, tức là những nguyên nhân khác mà dẫn tới xơ gan là nguy cơ ung thư gan hết. Tuy nhiên có những cái đối tượng bệnh nhân mà tụi em thấy này nè, tức là những bệnh nhân mà xơ gan mà trai C đó, tức là xơ gan mà cái gan nó bị hư nhiều rồi mà nằm trong cái danh sách gọi là ghép gan, thì mình cũng phải nên nên gì nên tầm soát, để chi, để những cái người này mà đang chờ ghép gan mà chẳng may mà họ bị ung thư gan thì vẫn còn khả năng là mình điều trị cái ung thư gan đó thật sớm để cho họ có thời gian tiếp tục chờ ghép. Đó đó là những cái đối tượng mà mình cần phải tầm soát. Câu này có nghĩa là gì, ý chỗ này nó nghĩa là gì, có nghĩa là nếu mà những cái người mà bệnh gan C, chai puyu C, xơ gan mà nặng quá rồi không thể ghép được, tức là ví dụ như là người ta ghép gan là dưới 70 tuổi người ta ghép, còn những cái người này là 80 mấy tuổi, 90 tuổi rồi thì họ không thể ghép gan được, như vậy thì mình tầm soát cho họ cũng không cần thiết. Thật sự cái bệnh gan mà chai C mà nặng quá rồi á thì chỉ có ghép gan mới là cứu họ được thôi. Do đó bây giờ họ đã lỡ vô chai C rồi mà lại không ghép gan được, có nghĩa là khả năng điều trị của họ gần như zero. Như vậy thì những đối tượng đó không không cần phải theo dõi tầm soát ung thư gan, bởi vì có tầm soát xong mình cũng không có điều trị gì được đâu. Đó, ý ý là vậy đó. Cho nên tụi em mới hiểu cái câu cái dòng ở giữa này nè. Những người xơ gan chai C mà nằm trong danh sách ghép gan thì mới nên tầm soát để mà còn hy vọng điều trị sớm những cái ung thư gan mới phát hiện và giúp cho họ có thêm một khoảng thời gian để mà chờ ghép gan. Đó, đó là ý là vậy. Cái phần thứ hai là những bệnh nhân non-cirrhotic, tức là không xơ gan. Những cái đối tượng này không có xơ gan nhưng mà họ lại bị viêm gan B mạn, chronic hepatitis B. Những cái bệnh nhân viêm gan B mạn nhưng mà chưa xơ gan thì cũng nên tầm soát. Thì người ta lại có thêm cái chi tiết hơn, tức là ở người nam, ở những cái nước, ở quốc gia mà có dịch tễ đó, thì nam trên 40 tuổi, nữ trên 50 tuổi, tại vì người ta thấy là nam cái khả năng mà bị HCC có thể là sớm hơn nữ, cho nên là nam thì 40 tuổi trở lên là tầm soát, còn nữ thì có thể chờ 50 tuổi trở lên tầm soát. Những cái như đối tượng cũng viêm gan B mà không xơ gan mà họ sống ở ở châu Phi thì mình phải sống ở châu Phi mà bị cái tuổi trẻ đó, thì đây là những đối tượng mà mình cũng phải tầm soát luôn, bởi vì những cái anh mà ở châu Phi bị nhiễm viêm gan B rất là sớm thì cái khả năng mà chuyển thành HCC, nguy cơ mà HCC của mấy anh này cũng rất là cao, do đó đây là một đối tượng đặc biệt mình phải phải tầm soát định kỳ, bởi vì mấy anh bị HCC rất là sớm, rất là nhiều. Đối tượng tiếp theo là những người mà family history, tức là những người mà trong gia đình có người bị ung thư gan, thì mình cũng phải 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 đưa họ vô cái diện tầm soát, vân vân. Còn lại là những cái trường hợp mà nhiễm viêm gan B và có cái chỉ số PV lớn hơn 10, vân vân, hay viêm gan C ở cái mức độ là xơ hóa gan giai đoạn 3, tức là bắt đầu có xơ gan, bắt đầu mới gần gần tới xơ gan thì mình cũng nên đưa vô tầm soát. Không phải viêm gan B nha, đây là viêm gan C. Viêm gan C không thì cũng chưa đủ để đưa vô tầm soát đâu. Viêm gan C mà ở cái giai đoạn là gan xơ hóa giai đoạn 3 trở lên thì lúc đó mình mới nên đưa tầm soát, vân vân. Những cái người mà có bệnh gan nhiễm mỡ, bệnh gan mỡ này nè, mà chưa xơ gan mình cũng đưa vô tầm soát, bởi vì đây là những cái đối tượng mà đều có nguy cơ cao. Nói tóm lại, sau khi mình hiểu được cái nguyên nhân thường gặp dẫn tới HCC ở phía trước á, thì mình sẽ có thể hiểu được cái phần mà tầm soát, theo dõi, phát hiện HCC
ở những đối tượng xơ gan cho dù bất kỳ nguyên nhân nào. Thứ hai, không xơ gan mà nhiễm viêm gan B mãn tính thì cũng phải tầm soát. Viêm gan không xơ gan mà ở gia đình có người bị HCC cũng là đối tượng nguy cơ cao. Viêm gan C mà giai đoạn là 3 của xơ hóa cũng có thể là tầm là nguy cơ cao. Nói tóm lại đó là những cái đối tượng mà mình nên đưa nhớ để mà mình đưa họ vô tầm soát, thì tụi em cũng cũng thấy cũng không có gì lạ đúng không? Tức là mình cũng có thể hiểu được lý do tại sao là những đối tượng này cần phải tầm soát. Thì sau khi tầm soát á, tức là mới đầu họ chưa bị HCC đâu, họ chỉ là xơ gan, họ chỉ là viêm gan BC gì đó mà chưa có xuất hiện HCC, mình đưa họ vô chương trình tầm soát. Thì trong quá trình mà tầm soát chương trình tầm soát là sao? Chương trình tầm soát là tùy theo mỗi quốc gia từ 3 tới 6 tháng một lần. Có quốc gia thì 6 tháng lần, có quốc gia thì 4 tháng lần, có quốc gia thì 3 tháng lần. Đó là chương trình chung á, chương trình mà tầm soát ung thư gan chung. Thì trong cái quá trình mà mình tầm soát định kỳ cho những cái đối tượng này đó, thì sẽ có tới một lúc nào đó mình phát hiện được một tổn thương nghi nghi ung thư gan ở gan. Lúc đó cái câu hỏi đặt ra đó là cái tổn thương đó có phải là ung thư gan hay không? Đó là cái phần chẩn đoán HCC mà mình sẽ tiếp tục trình bày ở đây. Tụi em hiểu không? Tức là nó là vậy đó. Tức là sau khi tầm soát mà phát hiện một cái tổn thương nghi ngờ, bây giờ mình phải đi xác định coi cái tổn thương đó có phải là HCC hay không. Thì để chẩn đoán HCC thì thông thường cũng giống như những bệnh khác thôi, người ta cũng đều tìm hiểu về bệnh sử tự nhiên. Nếu mà đã HCC rồi, ngày xưa đó không có phương pháp điều trị mà tốt, thì một khi mà đã chẩn đoán HCC thì thời gian sống ít lắm, khoảng vài tháng, 4 6 tháng tùy theo cơ mỗi người. Trong đó nếu mà kích thước là dưới kích thước nhỏ đó, dưới 3 phân thì có thể sống thêm 1 2 3 năm, còn kích thước mà lớn hơn thì có thể là sống ngắn hơn. Vân vân. Về lâm sàng thì thực sự cái ung thư gan nó sẽ phát triển tại chỗ là chính thôi, tức là nó lớn dần lớn dần lớn dần lớn dần, nó xâm nhập vô những cái cấu trúc tại gan, ví dụ như tĩnh mạch cửa, rồi những cái nốt ở trong gan, di căn ở trong gan. Thông thường nó là vậy, nó ít khi xâm nhập vào tĩnh mạch chủ hoặc là động mạch gan, vân vân. Ít di căn thì có thể có phát hiện được ở một số cái vị trí như là phổi, như là hạch, như là tuyến thượng thận, vân vân. Nhưng mà cái hiện tượng này cũng không không có gặp nhiều đâu. Đa số ung thư tế bào gan phát triển tại chỗ trong một thời gian dài là chính, và nó phát triển trong gan thôi là chính. Do đó cái mục tiêu điều trị của ung thư gan chủ yếu là tập trung vào những cái tổn thương tại gan, đó là cái mục tiêu chính của cái điều trị ung thư gan, mà mình sau đó mình tìm hiểu sau vì sao. Do đó nói tóm lại là lâm sàng của ung thư gan thì cũng không có gì đặc hiệu hết, có thể có đau bụng. Nếu mà khối u nhỏ thì làm sao có đau bụng được, cho đó là chỉ nhờ vào cái tầm soát mà theo chương trình đã định kỳ, đã được thực hiện định kỳ. Cho đó những cái người mà không tầm soát mà tới khi mà có triệu chứng, ví dụ như đau bụng, ví dụ như là bán bụng, ví dụ như vàng da, ví dụ như là phù chân, vân vân, đó là những cái triệu chứng của một cái bệnh lý gan mà giai đoạn muộn rồi đó, thì thường là cái khối u đó nó đã phát triển quá nhiều rồi, nó mới ra được những cái triệu chứng đó. Nói tóm lại, chẩn đoán ung thư gan giai đoạn sớm thường là không có dựa vào lâm sàng mà dựa vào những cái chương trình tầm soát mà bệnh nhân đang được thực hiện để phát hiện sớm những cái tổn thương mà triệu chứng lâm sàng chưa có. Một khi triệu chứng lâm sàng mà có thì đa phần là do tổn thương gan đã lớn, đã nhiều, ảnh hưởng tới gan nhiều mới ra được triệu chứng lâm sàng. Về xét nghiệm thì thực sự đó chủ yếu là xét nghiệm đánh giá cái chức năng gan có còn tốt hay không, mà người ta xếp loại là chai pill á, hoặc là những xét nghiệm là indocyanine green ICG, cũng là một cái xét nghiệm để mà đánh giá cái độ thải cái chất này ở gan. Một số cái xét nghiệm mà liên quan tới tới tiểu cầu, tới đông máu, một số xét nghiệm liên quan tới những cái viêm gan mà mình có thể nghi ngờ là nguyên nhân. Ngoài ra để chẩn đoán HCC người ta còn dùng một cái chất gọi là chỉ điểm ung thư đó, mà ở Việt Nam mình hiện nay
trên cả thế giới luôn người ta vẫn sử dụng, còn sử dụng đó là alpha FP, AFP. À, đây là một cái chất chỉ điểm mà nó khá đặc hiệu của ung thư gan. Thông thường nó chỉ là dưới 20, khi mà nó trên 20 thì nó là tăng, còn tùy theo mức độ tăng của nó thì nó sẽ có những cái giá trị khác nhau. À, ví dụ như em thấy đây là thông thường đối với một cái ung thư gan thì alpha FP nó tăng trên 200, nhưng mà alpha FP này nó sẽ thay đổi theo kích thước. Ví dụ mà u mà trên 5 phân thì mới có alpha FP trên 100, ví dụ vậy. Vẫn ngoài ra alpha FP nó cũng không, nó không phải là đặc hiệu lắm, bởi vì nó vẫn có thể xuất hiện trong một số cái bệnh lý gan khác mà không phải ung thư, ví dụ như là viêm gan, xơ gan, vân vân, di căn gan, vân vân. Đó là một số cái xét nghiệm sinh hóa, cho nó mình thấy là những cái xét nghiệm này thực sự á, nó chủ yếu đánh giá chức năng gan là chính. Còn cái xét nghiệm mà chỉ điểm ung thư mà alpha FP đó thì thực sự nó cũng có tăng, nhưng mà nó không phải là một cái gì đó để kết luận được là ung thư gan hay không. Thì cái điều này nó sẽ được thể hiện trong những cái tiêu chí, tiêu chuẩn chẩn đoán ung thư gan mình sẽ sắp nói tới đây. Như vậy thì cái gì là cái có thể đóng góp nhiều trong cái chuyện mà chẩn đoán xác định có ung thư gan hay không? Đó là hình ảnh học. Hình ảnh học thì gồm có những cái thông thường thông dụng mà tụi em đều biết đó. Tức là đầu tiên em phải nói là siêu âm, thứ hai là CT, thứ ba là cộng hướng từ. Đây là ba cái phương tiện mà người ta dùng nhiều nhất và hiện nay nó cũng đang có giá trị rất là lớn trong cái việc chẩn đoán ung thư gan tại các cơ sở y tế nói chung, từ từ trung ương tới địa phương, từ từ bệnh viện lớn tới bệnh viện nhỏ. Ngoài ra cũng có một số cái phương pháp khác, ví dụ như chụp mạch máu. Chụp mạch máu thì nó xâm lấn quá, người ta có ít dùng lắm. Nội soi bụng càng ít hơn, thỉnh thoảng người ta có sinh thiết gan, u gan đó. Khi mà một cái u đó không thể xác định được một cách rõ ràng có phải ung thư gan hay không thì cái gần như cái phương án sau cùng, cuối cùng đó, là người ta phải dùng tế bào học để giải phẫu bệnh, để người ta xác định bằng cách là người ta sinh thiết cái mẫu u đó để mà làm giải phẫu bệnh. Thì mình sẽ tìm hiểu một chút về cái đặc điểm, gọi là đặc điểm bệnh học, mô học đó, thay đổi về mô học của một cái tổn thương HCC như thế nào. Và cái đó chính là cái cơ sở để mình có thể hiểu được cái thể hiện những cái dấu hiệu mà hình ảnh học mà người ta đang dùng nó để chẩn đoán HCC hiện nay. Thì người ta thấy rằng những cái đặc điểm về hình ảnh học của HCC nó chính là do cái sự khác biệt về mặt mạch máu giữa cái HCC và cái mô gan bình thường. Nó khác biệt làm sao? Nó khác biệt là như thế này. Tức là bình thường á, như mình biết á, tức là cái gan bình thường, cái mô gan bình thường thì 75% là được nuôi từ máu của tĩnh mạch cửa, 25% là từ động mạch gan. Đó là sinh lý bình thường của một cái mô gan bình thường. Như vậy thì cái mô mà HCC nó khác như sao? Cái mô HCC mình chỉ cần nhớ như thế này, tức là trong quá trình mà nó phát triển để mà nó tạo thành một khối u HCC đó, thì cái tĩnh mạch cửa nó sẽ bị thoái hóa, giảm dần giảm dần giảm dần. Cái máu tĩnh mạch cửa vô u á, nó sẽ giảm dần khi mà u phát triển. Ngược lại, cái nguồn máu động mạch đi vào u á, nó sẽ tăng dần, và thậm chí nó xuất hiện những cái mạch máu riêng cho u động mạch á, nó xuất hiện những cái động mạch mà dành riêng cho u thôi. Như vậy thì mình thấy là cái khối u mà ung thư gan mà càng phát triển á, thì cái nguồn máu động mạch của nó sẽ rất là mạnh, nó thậm chí nó được tăng sinh thêm nữa. Còn cái nguồn máu mà tĩnh mạch cửa của nó sẽ giảm dần theo thời gian. Do đó khi mà mình bơm thuốc cản quang vào trong cái cơ thể của cái người bị HCC đó, thì cái thuốc cản quang đó, cái giai đoạn mà động mạch đó, thì do cái động mạch của khối u nó phát triển tốt quá, cho nên là thuốc cản quang nó sẽ xâm nhập vào u rất là nhiều trong cái thùy động mạch. So với lại cái mô gan bình thường, động mạch nó phát triển không bằng cái u. Tới cái thùy tĩnh mạch cửa thì do cái u này nó đâu có còn cái tĩnh mạch cửa nhiều nữa, nó đang bị giảm mà. Còn cái mô gan bình thường là 75% nuôi bằng tĩnh mạch cửa. Do đó tới cái thùy mạch cửa đó, cái thùy mà tĩnh mạch cửa đó, thì cái u này, cái thuốc cản quang nó không tới được nhiều. Mà ngược lại cái mô gan bình thường nó lại có thuốc nhiều hơn, thuốc cản quang tới nhiều hơn. Như vậy là mình thấy là nó có hai cái hình ảnh đối lập.
thì động mạch thì u bắt thuốc nhiều hơn mô gan thường, thì tĩnh mạch thì mô gan thường bắt thuốc nhiều hơn u. Như vậy thì đây là hai cái hình ảnh gần như là đối lập giữa u và mô gan bình thường, và đây chính là cái đặc điểm giúp cho mình có thể chẩn đoán được HCC qua hình ảnh học. Đó, tụi em nhớ cái này ha. Cái thì đầu tiên là thì động mạch, tức là thuốc thấm nhập vào u nhiều, nó gọi là wash in, tức là đi vào, thuốc nó thải vào u, nó thải vào u. Tới cái thì tĩnh mạch cửa hoặc là muộn hơn là cái thuốc nó bị thải ra ngoài khỏi u và nó tập trung vào trong mô gan bình thường. Như vậy là cái thì kia người ta gọi là wash out. Đó, cái từ mà tiếng Anh đó tụi em có thể dùng cái đó cũng được. Hoặc là khi mình nghe người ta nói wash in, wash out thì mình cũng hiểu. Wash in là tăng thuốc cản quang ở thì động mạch vào u. Còn wash out tức là giảm thuốc cản quang ở thì tĩnh mạch ra khỏi u so với lại mô gan bình thường. Nhớ là phải với so với mô gan bình thường nha. Nhớ cái đó. Đó là cái hình ảnh, cái đặc điểm mà phân biệt rất là đặc trưng của HCC khi mà mình chụp, mình dùng những cái phương tiện hình ảnh học mà có thuốc. Washin là một cái đặc trưng của HCC tiến triển, nó rất là nhạy, nhưng mà thực sự đó nó cũng không hẳn là đặc trưng đặc hiệu lắm cho HCC. Washin là gì? Washin là tăng quang thì động mạch ở HCC, nó rất là dễ, rất là hay thường gặp, tức là độ nhạy nó cao. Nhưng mà một cái tổn thương mà mình thấy tăng quang thì động mạch, mình có thể kết luận nó là HCC không? Chưa, bởi vì có một số tổn thương khác vẫn có tăng quang thì động mạch mà không phải là HCC, ví dụ như là hemangioma, ví dụ như là FNH, ví dụ như là một cái xơ khu trú ở gan, ví dụ một cái ung thư đường mật trong gan, hoặc là một cái di căn gan mà tăng vào mạch máu. Nói chung là chỉ với một cái đặc điểm là tăng quang thì động mạch thì chưa kết luận được HCC. Tuy nhiên, nếu mà có thêm cộng thêm một cái thải thuốc thì tĩnh mạch, tức là cái wash out ở thì tĩnh mạch, thì lúc đó cộng cả hai này lại thì mình mới đủ tiêu chuẩn để xác định đây là một tổn thương có tính chất bắt thuốc của HCC. Em hiểu không? Tức là để mà kết luận được HCC, mình phải có cả hai tiêu chuẩn là tăng quang thì động mạch và thải thuốc thì tĩnh mạch thì mới được phép kết luận đây là tổn thương có đặc tính của HCC. Đó là cái điều thứ nhất là liên quan tới cái đặc trưng mà mô học phát triển của HCC. Nó sẽ tăng ở tăng cái động mạch vào u và nó giảm cái tĩnh mạch cửa của u, nên là nó sẽ gây ra cái hiện tượng là tăng quang thì động mạch và thải thuốc thì tĩnh mạch. Nhưng mà như vậy thì đủ đủ để kết luận HCC. Ví dụ bây giờ trong 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 số những người mà đang tham gia cái lớp của mình đi, mình chụp một cái phim CT lên chẳng hạn, mình thấy có một cái tổn thương tăng quang thì động mạch và thải thuốc thì tĩnh mạch, mình có được quyền kết luận vậy là cái người đó bị HCC không? Chưa, chưa được. Nó còn một yếu tố nữa, đó là cái người đó phải là trong cái đối tượng nguy cơ HCC. Đó là sao? Tức là người đó phải là viêm gan B mạn hoặc là viêm gan C mạn hoặc là xơ gan. Nếu mà một người có yếu tố nguy cơ như vậy cộng thêm một cái tổn thương phát hiện trong quá trình tầm soát và khi mà dùng thuốc cản quang để mà chụp hình thì có được hai cái dấu hiệu là tăng quang thì động mạch cộng thải thuốc thì tĩnh mạch, lúc đó mới đủ tiêu chuẩn để kết luận tổn thương đó là HCC. Còn nếu mà một tổn thương chỉ có gì, đặc điểm về hình ảnh học là tăng quang thì động mạch và thải thuốc thì tĩnh mạch trên một người bình thường không có yếu tố nguy cơ viêm gan, xơ gan gì hết thì cái tổn thương đó chưa đủ tiêu chuẩn để kết luận HCC. Nói tóm lại, HCC dựa vào hình ảnh học chỉ đủ tiêu chuẩn, chỉ được áp dụng ở những đối tượng có nguy cơ cao mà thôi. Tụi em nhớ điều đó nha, chứ không phải là cứ coi cái phim CT mà thấy tăng quang thì động mạch, thải thuốc thì tĩnh mạch, cái kết luận là HCC, cái đó không đúng đâu nha. Cái đó là mình phải hỏi thêm bệnh nhân đó có phải là nguy cơ không, có viêm gan B C mạn không, có xơ gan không. Nếu có cái đó thì mình mới được phép kết luận đây là một trường hợp bị một cái tổn thương HCC.
Ngoài ra có một cái dấu hiệu khác, cũng gọi là dấu hiệu phụ thôi, của một cái đặc trưng của hình ảnh học, đó là có một cái vỏ bao, một cái vỏ bao. Và thực sự này là cái mô gan nó bị ép bởi cái u chứ không phải vỏ bao đâu, nó là vỏ giả chứ không phải là vỏ thật. Nó bao quanh cái u đó, nó tạo ra một cái viền, người ta gọi là cái viền quanh u hay là cái vỏ bao quanh u. Thì nếu mà thấy được cái này ở cái thùy tĩnh mạch thì cũng là một cái đặc trưng của HCC, nhưng mà cái này là dấu hiệu phụ. Thường thường người ta chỉ nói lên hai dấu hiệu chính thôi, tụi em chỉ cần nhớ hai đó thôi: tăng quang thì động mạch, thải thuốc thì tĩnh mạch, hoặc là thì muộn cũng được. À, có tăng quang và có thải thuốc thì là đặc trưng của một tổn thương HCC, cộng với lại yếu tố nguy cơ là bằng HCC. Đây là một cái hình ảnh siêu âm thông thường, mình có thể thấy là một cái khối, nó có cái vỏ đen 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 ở cái viền đen đen đây, là một cái khối tổn thương nó nằm tròn tròn, nó nằm trong mô gan. Hình bên phải cũng vậy, nhưng mà đây là siêu âm thường. Như vậy thì siêu âm có thể dùng chất tương phản không? Có chứ. Đây, đây là siêu âm có chất tương phản. Cái chất tương phản trong siêu âm là gì? Tụi em biết là cái siêu âm á, cái gì là cản cái sóng âm? Khí. Khí là một cái vật, là một cái chất có thể làm cản cái sóng âm. Như vậy, nếu mà mình dùng một cái chất mà có khí á, mình bơm vào trong mạch máu, và khi mình nó tới cái gan này nè, mình siêu âm mình sẽ thấy cái khí ở trong gan, trong các cái khối, cái tổn thương ở gan, và chính cái khí này nó sẽ làm cản cái âm và nó làm cho thay đổi cái hình ảnh. Như vậy thì cái chất mà tương phản trong siêu âm người ta dùng là cái dạng khí, và nó có những cái thành phần khác nhau, mình chỉ biết vậy thôi chứ còn đi sâu vô thì mình không nên đi sâu vô. Nó có thể được ổn định bằng phospholipid, hoặc là nó bao bởi những cái protein để cho nó đừng có gây những cái tác dụng phụ đó, và nó được tiêm vào tĩnh mạch. Sau đó là nó sẽ đi theo dòng máu nó tới gan. Thì mình thấy cái hình bên trái này nè là cái hình mà mới đầu mình phát hiện một cái tổn thương ở gan. Sau khi mình tiêm cái chất nó vô thì cái chất nó ngấm vào cái tổn thương gan, là cái hình ở giữa đó. Cái tổn thương gan đó, em thấy tụi em thấy nó màu trắng lên không? Tức là do nó cản âm nên nó có màu trắng. Rồi đó là thùy tĩnh động mạch. Thì động mạch là cái tổn thương u này nó bắt những cái bọt khí nhiều quá nên là nó trắng lên. Nhưng mà tới thùy tĩnh mạch thôi thì muộn thì sao? Thì những cái bọt khí đó nó được thải ra và cái mô gan xung quanh nó lại bắt khí nhiều hơn và nó cản âm nhiều hơn, và mình sẽ thấy là cái tổn thương nó màu đen còn xung quanh nó là màu trắng. Còn cái thùy động mạch đó thì tổn thương là màu trắng, xung quanh là màu đen. Đây là đặc trưng của cái sự tưới máu của u, do đó đây cũng là một cái đặc trưng hình ảnh siêu âm khi mà mình có dùng chất tương phản. Nó cũng tuân theo cái nguyên tắc của cái tưới máu của u HCC, mình có thể giải thích được cái những hình ảnh này. CT, CT cũng vậy. Đây là bốn cái hình, bốn cái thùy. Cái thùy cái bên trái trên cùng là hình A, đó là cái hình mà chưa có tiêm thuốc cản quang gì hết, mình thấy một cái bóng hơi đen đen mờ mờ ở gan. Khi mình tiêm thuốc là hình B, thì động mạch là cái động mạch chủ nó hiện ra màu trắng đây. Thì thuốc nó ngấm vào u thành một cái hình khối màu trắng có thuốc cản quang. Tới thì tĩnh mạch là cái hình C, thì bắt đầu cái độ trắng của cái u nó bắt đầu nó giảm đi, và cái độ sáng của cái gan xung quanh bắt đầu nó tăng lên, một bên đang giảm một bên đang tăng. Và tới cái thì muộn, muộn hơn chút, mình thấy là cái u nó giảm nhiều hơn và cái gan nó cũng trắng lên nhiều hơn, và chung quanh cái u nó có một cái viền màu trắng trắng, mỏng mỏng. Do đó là đây là cũng là một cái hình mà nó thể hiện cái tính chất bắt thuốc và thải thuốc đặc trưng của HCC. Một cái hình khác, mình có thể thấy một cái khối u lớn hơn. Hình bên trái đầu tiên, hình A là không có thuốc cản quang. Hình B bên phải, phía trên bắt đầu thuốc cản quang ngấm vào cái vùng xung quanh, cái vùng rìa của u. Cái vùng giữa thì nó bị hoại tử rồi nên là nó không có ngấm thuốc được. Tới hình C là hình tĩnh mạch cửa, bắt đầu mô gan màu trắng hơn và mô u bắt đầu giảm cái màu trắng đi. Và mình thấy là tới hình D là cái mô u, cái chỗ mà bắt thuốc ban đầu đó, cái vỏ ban đầu nó bắt thuốc đó, nó đã gần như nó thải thuốc hết rồi, còn mô gan vẫn còn một cái ít thuốc, là nó làm cho cái mô gan nó đậm độ nó cao hơn là cái mô u, trong khi cái thùy động mạch thì mô u cao hơn, sáng hơn mô gan xung quanh. Đó là một cái đặc trưng mình cũng có thể thấy ở CT trên cái phim này. DSI tức là chụp động mạch thì thôi, cái này mà tụi em cũng không cần nhớ, tức là khi mà mình luồn được cái cateter vào trong cái động mạch nuôi u, mình bơm vô thì nó sẽ
hiện lên một cái khối bắt thuốc cản quang rất là mạnh à, của cái thuốc mà mình bơm vào động mạch. MRI thì sao? MRI thì cũng tương tự như CT thôi, tức là cũng tăng quang, tăng cái tín hiệu thì động mạch và giảm tín hiệu thì tĩnh mạch. Thì đây cái hình A là cái hình mà khi mà mình bơm thuốc vào à, thì cái khối nó bắt thuốc vậy thôi, rồi thì tĩnh mạch thì nó thải thuốc. Tuy nhiên MRI ngày nay đó, thời gian gần đây có một cái MRI gọi là MRI chất tương phản nội bào. Cái MRI thông thường là chất tương phản nó ở ngoại bào, nó giống như CT thôi, tức là mình tiêm thuốc vô rồi thuốc nó đi theo dòng máu đi tới mô u, mà nó không đi vào tế bào u, nó đi tới cái mô của u thôi, rồi sau đó nó thải theo đường tĩnh mạch nó đi ra, gọi là chất tương phản ngoại bào, không có đi vào tế bào. Ngày nay trong thời gian gần đây người ta có dùng một cái MRI gọi là chất tương phản nội bào. Nội bào là sao? Nội bào có nghĩa là thuốc nó ngấm vào cái mô u xong rồi nó đi vào tế bào u luôn, nó chuyển hóa trong đó rồi nó mới thải qua dịch mật đó. Đó là cái đặc trưng của cái thuốc mà Primobis ở đây, ở Việt Nam mình là dùng cái thuốc có cái tên chung là Primobis, là một cái chất tương phản nội bào. Tức là cái thuốc nó tới em, tụi em thấy đây ha, ở cái hình B nè, hình B là hình A là cái hình đầu tiên ha, là chưa có thuốc gì hết, là cũng cái khối u nó màu hơi trắng trắng. Hình hình B là cái hình có thuốc vô động mạch, thì mình thấy là cái khối u nó cũng bắt thuốc màu trắng, trong khi cái gan thì chưa có bắt thuốc gì bao nhiêu. Tới cái hình C là cái hình mà thì tĩnh mạch, thì mình thấy là cái gan nó bắt đầu nó bắt thuốc trắng hơn một chút, còn cái u thì bắt đầu nó thải thuốc, nó còn cái màu tối tối đen đen ở đây. Và cái thì D, hình D là cái gì? Hình D là cái hình mà chất tương phản nội bào nó đã đi vào tế bào. Như vậy thì đúng ra đó, cái hình D này cái khối u nó phải bắt màu trắng đúng không, tại nó thuốc nó vô tế bào mà. Nhưng mà đối với lại HCC thì khối u này nó lại không bắt được cái thuốc. Tại sao vậy? Bởi vì chỉ có tế bào gan bình thường mới bắt được cái thuốc tương phản để mà chuyển hóa và thải ra dịch mật. Còn tế bào mà không bình thường, không không phải tế bào gan bình thường, thì cái chức năng mà bắt cái thuốc này để chuyển hóa đâu có đâu. Do đó những cái tổn thương mà không còn tế bào gan bình thường thì ở cái thì mà bắt thuốc nội bào này nè, thuốc nó không ngấm vào được cái tế bào. Do đó chỉ có mô gan xung quanh là bắt được cái thuốc đó nó có màu trắng, trong khi cái tổn thương này không có tế bào gan bình thường, do đó nó không có bắt bắt thuốc được và nó có màu đen. Khi mà mình thấy cái hình ảnh mà thì mà bắt thuốc tế bào của Primovis á mà màu đen so với mô gan là màu trắng, chứng tỏ là cái u này không có tế bào gan bình thường. Mà thường là nó gặp ở đâu? Nó gặp ở những cái tổn thương u ung thư, bởi vì cái tế bào ung thư nó không có cái chức năng của tế bào bình thường. Còn nếu mà một cái tổn thương mà tới thì này đó, tới thì mà nội bào này bắt thuốc vô tế bào này nè, mà cái khối u đó nó vẫn có màu trắng, có nghĩa là nó bắt thuốc giống như tế bào này bình thường, thì cái khối u đó không phải HCC, bởi vì HCC không có chức năng bắt thuốc. Primovis, tụi em có hiểu được cái lý giải của các cái hình cộng hưởng MRI này không? Có đang Dạ theo được. dõi không? Dạ được thầy. Ừ, đó đó là cái mà mình muốn nói thêm cho mấy em, tại vì sau này mấy em sẽ chụp chủ yếu là Primovis là chính đó. À, rồi tiếp theo. Như vậy thì khi mà mình phát hiện một cái liver mass ở một cái bệnh nhân mà có nguy cơ trong cái quá trình tầm soát, nếu mà bệnh nhân này thuộc dạng nguy cơ là có tiền căn liên quan HCC thì mình sẽ áp dụng cái tiêu chuẩn mà mình vừa mới nói, tức là tăng quang thì động mạch, thải thuốc thì động mạch, vân vân, để kết luận HCC. Nếu bệnh nhân này là vô cái nhóm nguy cơ là xơ gan thì sao? Thì mình cũng áp dụng cái LIRAD, LIRAD tức là cái tăng quang thì động mạch, thải thuốc thì động tĩnh mạch đó. Đó, cái đó là cái mà mình nói tóm gọn lại cho tụi em dễ hiểu đó. Hoặc là bệnh nhân này nhằm thuộc cái nhóm gọi là
gan B mạng, viêm gan B mạng cũng là yếu tố nguy cơ luôn. Nếu vậy thì mình có áp dụng là cái tiêu chuẩn là tăng quang thì động mạch, thải thuốc thì động mạch. Vậy thì cái vòng đỏ đỏ này là cái gì? Tụi em nhìn kỹ vô cái vòng đỏ đỏ mà mình khung mình khoanh lại nè, cũng là xơ gan, nhưng nó có một cái loại xơ gan rất là đặc biệt, không có phải là nguy cơ HCC mà mình cũng nên biết. Tức là những cái bệnh xơ gan, ví dụ như mấy người mà bị suy tim phải đó, tụi em biết suy tim phải gì phải không? Suy tim phải thì cái máu về tim nó không có được tốt, nó bị ứ lại ở tim phải. Mà nếu mà máu về tim không được tốt thì cái gan nó sẽ bị ứ máu, tại cái máu gan là trở trở về tim phải mà. Mà nếu mà cái gan nó ứ máu kéo dài thì nó cũng bị tổn thương và dẫn đến xơ gan, mà người ta gọi là xơ gan do tim. Đây là một trong những cái tổn thương xơ gan mà không không có gây ung thư gan, không có dính dáng tới HCC. Cho nó chính vì vậy nên người ta mới khoanh một cái vòng tròn đỏ nè. Những cái người mà bị xơ gan mà do tim, cho dù mình có chụp lên cái phim CT hay là MRI mà thấy được một cái tổn thương có tính chất tăng quang thì động mạch, thải thuốc thì tĩnh mạch, thì mình cũng không nên kết luận họ là HCC, bởi vì họ không phải là đối tượng có yếu tố nguy cơ HCC. Chỉ có những trường hợp xơ gan do nguyên nhân khác, không phải do mạch máu, không phải do tim, thì mình mới dùng cái tiêu chuẩn đó để khẳng định HCC. Tụi em nắm được cái này không? Có em nào thắc mắc gì không? Tới cái phần chẩn đoán nè, các bạn nào thắc mắc không? Dạ thầy, ý là nếu mà như vậy thì cái xơ gan mà do tim như vậy thì cái em thấy cái tính chất u trong chụp hình nó giống nhau như vậy đó, thì không biết nó có khác gì so với lại cái xơ gan do mấy cái viêm gan mạn kia không thầy? Đúng chứ, khác chứ. Tức là nếu mà em xác định cái này là xơ gan do tim thì em chụp lên cái phim mà có tổn thương đó thì em không được phép kết luận là HCC, vậy thôi. Mà triệu chứng nó gây ra cho bệnh nhân thì nó có giống Em với phải loại lại trừ những cái nguyên nhân xơ gan kia. Ví dụ em nghĩ là xơ gan do rượu, bệnh nhân này có uống rượu không? Em nghĩ là viêm gan, xơ gan do viêm gan, bệnh nhân này có viêm gan không, vân vân. Mà bệnh nhân này đang là bị suy tim phải thì cái xơ gan này khả năng nó là do xơ gan do tim, thì lúc đó cái tiêu chuẩn mà hình ảnh học của mình không được phép áp dụng, bởi vì đối tượng này không phải là đối tượng nguy cơ. Thì lúc đó mình phải làm sao? Lúc đó thường người ta phải làm gì để người ta xác định là HCC hay là không HCC, đúng không? Người ta phải sinh thiết, em hiểu không? Lúc đó người ta phải à dùng những phương pháp khác, bởi vì người ta chưa chắc lắm. Còn nếu mà em đã gặp một cái đối tượng mà xơ gan do rượu, em đã gặp một đối tượng là viêm gan B mạn đã được xác định thì có tổn thương đúng với lại hình ảnh học, đúng với tiêu chuẩn về hình ảnh học là kết luận HCC được. Riêng cái đối tượng như vậy nè, nghi ngờ viêm gan, ổ xơ gan do tim nè, thì mình không nên áp dụng tiêu chuẩn hình ảnh học mà mình phải dùng một cái phương tiện khác nữa, hiểu không? à dạ Đó, nó là vậy đó. Dạ. Rồi bây giờ mình tiếp tục cái này ha. Nói lại, tóm lại, chẩn đoán là gì? Nên tìm yếu tố nguy cơ xơ gan, viêm gan, CVBC, đưa vào chương trình tầm soát để phát hiện sớm. Phát hiện sớm bằng gì? Thường thường là bằng siêu âm, coi có tổn thương còn nhỏ nhỏ nào không, à, hoặc là định lượng alpha FP, coi có tăng tăng chút nào không. Bởi vì lâm sàng thì không điển hình, do đó chính nhờ những cái tầm soát và phát hiện bằng siêu âm và alpha FP này, mình mới có chỉ định làm thêm hình ảnh học như vừa mới trình bày. Còn có siêu âm có chất tương phản, còn có CT có cản quang, còn có MRI có chất tương phản, vân vân, thậm chí tương phản nội bào, vân vân. Thì những cái hình ảnh học mà như vậy đó, nó mới là cái đáp ứng cho mình được, cung cấp cho mình được cái tiêu chuẩn có được phép chẩn đoán HCC bằng hình ảnh hay không. Nếu không được thì buộc lòng mình phải sinh thiết, nếu nếu chưa chưa khẳng định được. Thì có rất nhiều cái hướng dẫn chẩn đoán của các hiệp hội. Em thấy là một cái tổn thương u gan không biết nó là gì, nếu nó nhỏ hơn 1 cm thì mình theo dõi thôi, ha, ổn định thì thôi, càng mừng, vậy là u gan này không có ra gì hết. Còn nếu mà u phát triển phát triển phát triển, càng lúc phát triển mà trên 1 cm thì mình sẽ đi theo cái hướng bên tay tay phải này là một trên 1 cm. Rồi nếu mà u gan mà trên 1 cm thì mình làm gì? Chụp các lớp điện toán hoặc là chụp MRI. Thì nếu mà trên CT hoặc MRI mà thấy hình ảnh điển hình, ha,
cộng với lại yếu tố nguy cơ nha, thì chẩn đoán là ung thư tế bào gan, ok. Còn nếu mà không điển hình thì mình có phải dùng một cái phương pháp chụp hình khác, ví dụ ban đầu chụp CT thì sau đó mình chụp thêm MRI. Nếu mà điển hình thì mình kết luận là ung thư tế bào gan, nếu không điển hình nữa thì sao? Cuối cùng phải sinh thiết. Nếu mà mình làm đủ mọi cách hết rồi mà không kết luận được một cái gì rõ ràng hết, cái gì cũng không điển hình, không điển hình hoặc là thiếu yếu tố nguy cơ thì phải sinh thiết. Đó là cái phác đồ chung đứng trước một trường hợp u gan mà không biết là loại loại HCC hay không. Một cái hướng dẫn của cái này là 2010, cái này là 2023 thì nó cũng na ná vậy thôi ha. À, gồm cũng nó viết trình bày dưới dạng khác thôi. Nếu mà nhỏ hơn 1 cm thì theo dõi mỗi 3 đến 6 tháng, nếu mà ổn định thì thôi, còn nếu tăng thì mình dùng trên 1 cm thì mình lại đi theo cái hướng trên 1 cm và dùng thêm những cái phương tiện hình ảnh khác, ví dụ như là MRI, CT. À, nếu mà không có gì hết thì mình theo dõi thêm, còn nếu mà có tổn thương nghi ngờ thì mình có thể xác định HCC, hoặc là mình có thể là làm thêm những cái phương tiện khác để xác định nếu cần. Đây là hướng dẫn chẩn đoán của châu Âu, nó cũng vậy thôi, tức là một dưới 1 cm và trên 1 cm thì nó cũng đi theo những con đường mà nãy mình cũng trình bày, nói chung nó cũng không có gì khác biệt nhau nhiều. Đây là chẩn đoán sơ đồ của Bộ Y tế Việt Nam, thì cái này là cái tụi em cũng nên biết. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái bằng chứng của cái cơ sở pháp lý để mà mình làm chẩn đoán ở Việt Nam. Thì tụi em thấy là nó khác nhau cái cơ bản là gì? Có một khối u gan trong quá trình tầm soát, nếu hình ảnh CT MRI điển hình tức là tăng quang từ động mạch, thải thuốc từ động mạch hoặc thì muộn, kết luận được HCC không? Không, chưa được, bởi vì thiếu yếu tố nguy cơ. Thì ở đây nếu mà hình ảnh điển hình thì ở Việt Nam mình xem xét alpha FP, nếu alpha FP tăng trên 400 có nghĩa là rất là cao thì thôi nó là ung thư gan rồi đó, không cần phải làm thêm gì hết. Nhưng nếu alpha FP tăng nhưng mà chưa tới 400 mg ở nanogram thì phải thêm yếu tố nguy cơ là nhiễm HPV, HCV, nếu có thì mới được kết luận ung thư gan. Còn nếu mà có ung thư gan mà hình ảnh không điển hình, alpha FP không tăng hoặc là hình ảnh không điển hình, vậy là thiếu một trong hai yếu tố là hình ảnh hoặc là alpha FP, thì lúc này là ở Việt Nam mình lại cho cái hướng là sinh thiết mà dương tính thì mình kết luận HCC, sinh thiết mà âm tính thì có thể mình theo dõi sinh thiết lại gì đó vân vân, là nếu dương tính mới kết luận HCC. Thì mình nhìn thấy đây là cái phác đồ chẩn đoán của Việt Nam mình á, thứ nhất là họ không có đưa ra cái kích thước 1 cm hay dưới hay trên 1 cm, mà họ làm luôn cái gì, họ làm alpha FP rồi họ dùng alpha FP đó để lý luận à, rồi cuối cùng mà thiếu yếu tố thì lúc đó họ lại sinh thiết u gan. Đó là cái mà mình thấy nó có một vài cái điểm khác biệt. Cái thứ hai nữa là trong cái phác đồ chẩn đoán của Bộ Y tế Việt Nam mình nó không có sơ gan, đúng ra là phải sơ gan phải là yếu tố chính mới đúng, tức là có gì, hình ảnh học cộng với lại yếu tố mà sơ gan, không cần viêm gan BC gì hết, chỉ cần sơ gan thôi là theo đúng cái phác đồ của thế giới. Cái phần này là Bộ Y tế Việt Nam mình cũng có áp dụng đó, nhưng mà còn lại có điều chỉnh thêm nữa, cho nó có những cái sự khác biệt mình cũng phải nên để ý chút. À, còn cái chuyện mà sau này tụi em đi làm tới bệnh viện nào áp dụng cái gì thì tùy mỗi bệnh viện thôi. Tại bây giờ hiện nay có bệnh viện áp dụng tiêu chuẩn của Mỹ, có bệnh viện áp dụng tiêu chuẩn của châu Âu, có bệnh viện áp dụng tiêu chuẩn của Bộ Y tế Việt Nam vân vân, đó thì tùy mỗi nơi. Nhưng mà mình cũng hiểu là nó có một cái sự khác nhau không đáng kể trên thế giới, nhưng mà ở Việt Nam thì nó khác hơi nhiều chút vậy đó. Rồi bây giờ chẩn đoán ung thư tế bào gan được rồi, đúng là ung thư tế bào gan rồi, thì mình làm bước tiếp theo là gì? Phân độ có nghĩa là ung thư này, HCC này giai đoạn nào, muộn hay sớm hay gì đó vân vân. Thì cái phân độ HCC thì có nhiều phân độ, trong đó cái phân độ mà gọi là phổ biến nhất hiện nay đó là phân độ của Barcelona. Đó là một cái bệnh viện về gan của Barcelona là Tây Ban Nha đó, mà người ta phát triển cái bảng phân độ này từ lâu rồi, mình cũng không nhớ là từ năm nào, nhưng mà cứ gần như là cứ sau vài năm là cập nhật để nâng cấp nó lên, và
và tới giai đoạn sau này vẫn còn sử dụng. Thì tụi em nhớ là cái phân độ Barcelona đó là phân độ ung thư tế bào gan HCC, sau khi đã xác định thì nó có 1, 2, 3, 4, 5, 5 loại, 5, 5 độ. Độ đầu có nghĩa là BCLC. BCLC là gì? Barcelona, Barcelona Liver Clinic. Đó. Đó, cái kiểu viết tắt của nó là vậy đó. BCLC 0, 0 có nghĩa là không đó, là giai đoạn rất sớm. Tiếp theo, BCLC A có nghĩa là giai đoạn sớm. Muộn hơn chút là giai đoạn trung gian, gọi là BCLC B. B là B là trung gian. Còn giai đoạn tiến triển là BCLC C, tiến triển. Còn BCLC D có nghĩa là giai đoạn cuối cùng, giai đoạn hết rồi đó, giai đoạn muộn, rất muộn rồi, cuối cùng không làm gì được nữa. Rồi, bây giờ cái như thế nào để mà mình biết nó là giai đoạn không, giai đoạn sớm, cực sớm. Cực sớm tức là chỉ có một tổn thương dưới 2 phân, chức năng gan còn tốt, chai pill A, tổng trạng cũng còn rất tốt, là y gốc zero. Thì với cái phân độ giai đoạn rất sớm hay là giai đoạn không này đó, thì mình có những cái hướng điều trị nè. Tụi em thấy nè, ở dưới này mình có thể đốt u, ablation, mình có thể cắt gan, cắt u, resection, đều tốt hết. Giai đoạn BCLC A là gì? Về giai đoạn sớm thôi đó, là gồm có một u hoặc là dưới 3 u, 1 tới 3 u thôi ha, không có nhiều hơn nha, 1 tới 3 u, mà mỗi u này là đều nhỏ hết, là dưới 3 phân, 1 tới 3 u dưới 3 phân. Chức năng gan còn tốt là chai pill A, y gốc là thể trạng còn tốt, y gốc zero. Thì nếu mà là một u solitary thì mình có thể cắt hoặc là mình có thể ghép gan. Nếu mà bệnh nhân mổ được thì mình, một là mổ, hai là ghép. Nếu mà có 2 tới 3 u ở dưới 3 phân, tức là cái dạng khác, thì mình nên ghép ha. Hoặc là mình đốt hủy u. Còn nếu mình làm không được thì mình mới dùng cái phương pháp là chemoembolization, tức là tắc mạch mà bơm hóa chất. Mà cái tắc mạch bơm hóa chất này thực sự nó dùng cho cái giai đoạn trung gian là BCLCB. BCLCB sao? Tức là nó hơn hơn cái A một chút. Có nghĩa là nó nhiều u hơn, nhiều hơn 3 u. Và một u của nó cũng có thể là lớn hơn 3 phân. À, chai phiêu, chức năng gan cũng còn tương đối và cái thể trạng cũng còn tốt. Thể trạng còn tốt thì mình cũng có thể dùng tắc mạch hoặc là mình có thể dùng hóa chất toàn thân hóa trị đó. À, đối với giai đoạn tiến triển là sao? Tiến triển là cái u nó đã đi ra ngoài rồi, đi ra xa rồi, tức là nó xâm lấn vào tĩnh mạch cửa, xâm lấn vào hạch, nó xâm lấn và nó di căn xa. Mặc dù là chức năng gan cũng còn tương đối và cái thể trạng thì cũng vừa vừa, thì những cái trường hợp mà đi xa vậy rồi ta dùng hóa trị thôi. Còn những cái giai đoạn cuối là sao? Giai đoạn cuối tức là chức năng gan rất xấu. À, chức năng gan gần như là chai C, cho dù thể trạng thì đương nhiên là phải xấu rồi ha, chai C, suy gan nặng rồi, thì lúc đó không còn phương pháp nào điều trị hiệu quả nữa, mà chủ yếu là nâng đỡ thôi. Thì cái dòng cuối cùng là cái dòng mà mình thấy là nó những cái thời gian sống tương ứng với lại mà những cái phân loại này. Ví dụ phân loại zero và A thì thời gian sống 10 năm. Giai đoạn B tức là giai đoạn mà mình can thiệp mà nội mạch tắc mạch rồi đó, thời gian sống khoảng 26 tới 30 tháng, tức là khoảng Dạ, hiểu 2 rồi. 2 năm. Mất Ừ. slide hiểu. Mất slide hiểu. Ủa mất à. Đợi mình chút nha. Tới đâu, tới slide nào rồi? Để cái giai đoạn xong. À, tới cái phần sống đó, hả? Thời gian sống đó, hả? Dạ đang cái phần cái sơ đồ phân độ HCC này. Rồi, bây giờ thấy lại chưa? Dạ chưa. Chưa thấy lại hả? Dạ. Rồi, đợi mình chút. Mình sẽ khởi động xe nó lại một chút ha.
Đúng rồi, nó có màu đen à. Nó có màu đen. Tại sao nó bị mất á? Thôi để mình tạm đóng lại đi. Rồi mở lại. Rồi. Rồi. Xe. Mình đang họp, không nói chuyện được, đang họp. Em thấy lại chưa? Dạ thấy lại rồi Thấy lại ha. Rồi. thầy. Mình mở lại nha. Rồi. Thấy rồi ha. Dạ. Rồi. Đó thì là những cái thời gian mà sống còn nó sẽ giảm dần tùy theo cái phân độ. Giai đoạn thôi, đó cũng bình thường thôi. Riêng cái phân độ cuối cùng đó, tức là giai đoạn cuối đó, BCLCD á, tức là do chức năng gan nó quá thấp, nó quá kém rồi, nên là mình chỉ còn chăm sóc nâng đỡ và thường họ chỉ sống trong vòng vài tháng thôi. Em thấy không? Tức là những cái người mà chức năng gan suy giảm nặng, họ có trên nền một cái gan nó bị xơ nhiều quá, suy gan nhiều quá, mặc dù có thêm tổn thương ung thư HCC, nhưng mà cái điều đó nó cũng không có ảnh hưởng gì được bao nhiêu nữa đâu, thì bản thân cái chức năng gan nó suy kém quá rồi, nên là mình cũng không làm gì được và họ cũng không thể kéo dài thời gian được bao nhiêu, do đó là thời gian sống của họ rất là ngắn, có 3 tháng thôi. Như vậy thì mình quay lại này, mình quay lại cái bảng mà tầm soát á, tụi em có nhớ cái bảng đó không? Trong cái bảng tầm soát nó có một cái đối tượng, tức là những cái trường hợp mà BCLC đi, tức là chai PUMC á, tức là chai C đó, nhưng mà nằm trong danh sách ghép thì mình sẽ đưa vào đối tượng tầm soát, có nhớ cái đó Dạ nhớ thầy. không? Thì nó nằm ở chỗ này nè, tức là mặc dù những bệnh nhân này á, thường họ không còn sống bao nhiêu lâu nữa đó, cái cách mà gọi là điều trị duy nhất cho họ là gì? Nếu họ còn mổ được thì làm ghép tạng, ghép gan thôi. Chứ bây giờ cái gan xơ rồi mình đâu có thể nào trị được. Do đó nếu mà bệnh nhân này nằm trong danh sách ghép gan thì cho dù họ có bị UHCC thì mình cũng sẽ cố gắng làm sao kéo dài thêm thời gian cho họ. Ví dụ họ có một cái nốt u gan nhỏ nhỏ thì mình mổ đâu có được nữa, tại vì chức năng gan họ kém quá, mình đâu có dám mổ. Cho đó mình có thể là đốt u, hoặc là mình can thiệp mạch gì đó nhẹ nhàng thôi, để chi, để cho
kìm kìm hãm lại cái ung thư gan cho nó có thêm thời gian để họ chờ, nhiều khi khoảng 1 tuần 2 tuần sau cái họ được ghép gan thì họ mới họ mới sống được, hiểu không? Ví dụ hoặc là 1 vài tháng sau họ được ghép gan cũng được đó, thì nó tùy. Do đó là đối với những cái đối tượng mà BCLCD này, tức là chai PUC, thì mình chỉ có điều trị nâng đỡ, nhưng mà đồng thời nếu mình phát hiện được được cái ung thư gan nào mà còn khả năng điều trị được nhẹ nhàng thì vẫn điều trị để mà chờ ghép gan. À, đó là ý này. Về xếp loại chức năng gan theo chai pill thì chắc cái này tụi em biết rồi ha, đây là cái điểm chai pill thôi. À, tùy nó dựa vào bệnh lý não, bán bụng, bilirubin, albumin và thời gian đông máu, protombin. À, thì INE rồi đó, thì mình cộng điểm lại thì mình ra, nếu mà 5 6 điểm là giai đoạn sớm là chai pill A, 7 tới 9 điểm là B và 10 tới 15 điểm, 15 điểm là cao nhất. Tại 5 5 tiêu chí mà cao điểm nhất là 3 nhân cho 5 là 15, là 15 là cao nhất, thì là bệnh gan nó nặng hơn. Chai PUC đó, tức là suy gan nặng á. À, tình trạng sức khỏe chung, tức là thể trạng á, theo ECOG là cái mà nãy mình thấy trong cái phần mà ECOG của cái phân độ ABCD rồi đó. À, thì cái ECOG này là người ta dựa vào cái khả năng sinh hoạt của bệnh nhân. À, có thể tự sinh hoạt bình thường, có thể hạn chế chút ít, có thể phần phải có người phụ, hoặc là có thể là ít vận động mà chỉ nằm tại giường trên 50% thời gian, hoặc là hoàn toàn phụ thuộc ở giường, không có thể nào đi đâu được hết, và y cốc 5 có nghĩa là hấp hối tử vong. Thì cái này các bạn phân độ tôi em biết thôi. À, về sau khi mình có chẩn đoán rồi, có phân độ rồi, biết là độ nặng độ nhẹ giai đoạn này nọ rồi, thì mình sẽ điều trị HCC như thế nào. Thì trong cái bản mà Barcelona hồi nãy tụi em cũng thấy là người ta đã cho mình những cái hướng điều trị ra ha. Nếu mình phân độ A zero thì mình hủy u hoặc là mổ đều tốt. Nếu phân độ A thì mình sẽ chọn là mổ, cắt gan hoặc là ghép gan hoặc là hủy u vân vân cũng đều được hết. À, còn nếu mà giai đoạn B, giai đoạn mà trung gian BCLCB thì mình sẽ dùng là tắc mạch hóa chất hoặc là mình dùng thêm hóa trị toàn thân. Đối với giai đoạn tiến triển là BCLCC thì mình chủ yếu là hóa chất. À, còn đối với giai đoạn cuối cùng, giai đoạn cuối đó, về sơ gan, ung thư gan giai đoạn cuối thì chủ yếu là nâng đỡ thôi. Đó, mình nhớ cái sườn chung đó là vậy. Thì bây giờ mình sẽ đi vào mà điểm lại một số cái điều trị mà mình có thể chọn lựa. Thứ nhất là phẫu thuật thì là cắt nè, resection hoặc là ghép gan. Thứ hai là hủy u gan, đốt u gan đó bằng cồn nè, bằng axit nè, bằng nhiệt nè, bằng sóng radio nè, bằng vi sóng nè. Mình có thể can thiệp bằng đường nội mạch, tắc mạch nè, hoặc là bơm hóa chất tắc mạch. Rồi có thể là dùng là xạ trị nè, còn có đường xạ trị bên ngoài và đường xạ trị bằng đường động mạch luôn, mình bơm những cái chất phóng xạ vào trong động mạch máu. Đây là những cái thuốc điều trị toàn thân, gồm có hóa trị, gồm có gồm có nội tiết tố, hoặc là gồm có điều trị miễn dịch vân vân. Ngày nay cũng có nhiều thứ trong cái điều trị HCG mà về toàn thân đó, hóa chất toàn thân. Nói chung về điều trị thì người ta phân ra một là phẫu thuật, hai là không phẫu thuật. Điều trị có mang tính trị căn hay là điều trị là tạm bợ. Điều trị tạm bợ tức là ví dụ như là mình can thiệp mạch thì mình làm cho cái u nó chậm phát triển lại, có thể nó hơi nhỏ hơn nhưng mà nó cũng không có trị căn. Hóa chất cũng vậy, hóa chất cũng chỉ là chậm phát triển của u thôi chứ cũng không có trị căn, vân vân. Đó là những điều trị tạm. Còn điều trị trị căn là gì? Điều trị căn là hủy u đối với những u nhỏ nè, đốt u đó, phẫu thuật cắt gan đối với những cái giai đoạn sớm nè, và ghép gan nếu mà đúng chỉ định. Thì đó là ba cái phương pháp điều trị trị căn ung thư gan hiện nay, là hủy u, phẫu thuật cắt gan và ghép gan. Thì đầu tiên hết mình nói về ghép gan. Ghép gan thì có tiêu chuẩn riêng ghép gan hoàn toàn hay là toàn phần hay là bán phần. Dự hậu thì rất là tốt. Đối với ghép gan thì gần như là một cái điều trị mà có thể nói là tốt nhất hiện nay đối với lại HCC nếu có chỉ định. Thì thứ hai là phẫu thuật cắt gan, thì cắt gan cũng là điều trị chọn lựa nếu mà khối u nó vừa và nó cũng có dự hậu rất là tốt. Chỉ định thì tùy thuộc là gì, để mình cắt gan thì mình sẽ cắt một phần gan có u lấy ra ngoài, thì cái phần gan để lại nó phải là chức gan gan phải tốt, cái thể tích gan phải đủ lớn. Chứ nếu mà mình cắt gan nhiều quá, phần gan còn lại nó nhỏ quá thì cái gan nó không đủ chức năng để mà đáp ứng nhu cầu cơ thể.
và người bệnh sẽ bị suy gan sau mổ và tử vong. Do đó là đối với cắt gan thì mình nên lưu ý là chức năng gan của bệnh nhân còn tốt không và cái thể tích gan còn lại đủ không, đó là hai cái mà người ta quan tâm để tránh cái tình trạng suy gan sau mổ. Thì phẫu thuật cắt gan thì chuẩn bị thì cũng không có vấn đề gì, các loại cắt gan thì có nhiều loại, tụi em cũng có thể biết qua thôi ha, cắt gan nhỏ, cắt hạ phân thùy, cắt phân thùy, cắt gì đó vân vân. Cắt gan lớn có nghĩa là cắt từ ba hạ phân thùy trở lên ha, vân vân, gọi là cắt gan lớn. Thì đây là cái hình ảnh ghép gan toàn phần, tức là cái gan này sẽ được lấy từ một người, thông thường là người cho chết não. Người cho chết não thì mình có thể lấy toàn bộ cái gan của họ mình ghép qua cho người khác, bởi vì trước sau gì họ cũng mất. Đó là ghép gan toàn phần. Ghép gan từ một người sống, mình cắt một phần gan của họ để lại một phần cho họ sống tiếp, và mình lấy cái phần gan cắt ra mình ghép cho một người khác, người ta gọi là ghép gan từ người cho sống, hay là ghép gan một phần thôi. Đương nhiên là đâu có thể ghép gan toàn phần được, nếu mà lấy hết cái gan của người kia sao họ sống được. Cho đó là ghép gan toàn phần chỉ dành cho người bệnh chết não thôi, ghép gan toàn một phần dành cho người cho sống. Đây là cái hình. Cắt gan thì nó gan thì tụi em biết rồi ha, gồm có những hạ phân thùy phân chia theo giải phẫu, đôi thùy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì mình cắt bao nhiêu hạ phân thùy thì người ta sẽ phân loại nó đi, phân loại nó thành những cái tên. Ví dụ như là cắt gan phải là phía bên này là 5, 6, 7, 8. Cắt gan trái là 2, 3, 4. Ví dụ vậy thì tùy theo cái này tụi em cũng không 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 cần phải tìm hiểu nhiều lắm. Sau này mình nếu mình đi chọn ngoại khoa thì mình sẽ tìm hiểu sau. Đây là những cái hình ảnh minh họa. Cắt gan phải nè ha, 5, 6, 7, 8. Cắt gan trái nè ha, 2, 3, 4. Cắt gan phải mở rộng, tức là vừa 5, 6, 7, 8 mà thêm cái phần 4 nữa. Cắt gan thùy trái thùy bên là 2, 3 thôi, vân vân. Cắt gan trái mở rộng tức là 1, 2, 3, 4, 5, 5, 8 luôn, cái phần xanh xanh này. Còn cắt phân thùy sau tức là 6, 7, vân vân. Ngoài ra đối với u nhỏ, người ta có thể là cắt một phần gan có chứa u thôi, khoét, người ta là khoét u gan. Lấy một phần thôi, không cần phải cắt phân thùy gì hết. Biến chứng sau cắt gan như nó nói là cái chính là cái suy gan. Cái suy gan là cái mà đáng sợ nhất và có thể dẫn tới tử vong, không thể nào mà điều trị được. Còn những cái biến chứng khác, ví dụ như là chảy máu, ví dụ như bắn bụng, ví dụ như tụ dịch, rò mặt, đều là những biến chứng có thể khống chế được, và tương đối dễ. Còn suy gan thì khả năng tử vong rất là cao. Về dự hậu thì nếu mà cắt gan tốt thì thời gian sống còn sẽ rất là cao, sẽ rất là nhiều. Ví dụ sống 5 năm tới 70% được. Chứ không phải ít đâu. Chỉ có điều là sao? Cái bệnh gan sau khi mình cắt, cái bệnh gan mà nguyên nhân gây ung thư gan á vẫn còn. Như vậy thì mình cắt cái u đó xong, họ sẽ sống được rất là tốt. Nhưng mà sống tới một cái thời gian đủ lâu, thông thường là tính bằng 5 năm, thì sau 5 năm thì sao? Sau 5 năm thì cái tỷ lệ tái phát ung thư gan ở cái phần gan còn lại nó cũng cao lắm, nó khoảng theo ông Makuchi là 75%, còn theo bên GT là 100% tái phát sau mổ 5 năm. Đó, mình phải hiểu vậy. Tức là cắt gan thì sống được tốt đó, nhưng mà sống tới cái 5 năm trở đi bắt đầu là nó có chuyện, tức là tái phát. Mình phải xử lý tiếp, mình xử lý giống như cái u gan mới vậy thôi. Thì 5 năm rồi khỏe mạnh thì bây giờ tái phát lại thì cũng làm vậy, cũng có thể là chọn lựa đốt gan, đốt u, có thể là cắt gan, có thể là ghép gan, vân vân, đều được. Hay thậm chí là can thiệp mạch, vân vân. Điều trị không phẫu thuật thì gồm có thuyên tắc mạch hóa chất, là can thiệp bằng đường nội mạch đó, luôn catheter từ động mạch đùi lên động mạch gan, sau đó bơm hỗn hợp thuốc hóa chất, vân vân. Kết quả thì làm cho u nó bị hoại tử và hóa chất nó tác dụng vào cái tế bào ung thư, nó làm cho tế bào ung thư bị chết đi. Đây là cái hình ảnh. Mình luôn catheter vào cái động mạch màu đỏ nè, bơm những cái chất màu bóng trắng 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 này nó vào u, bởi vì cái u gan nó có đặc điểm là dạng HCC đó, nó có đặc điểm là nó phát triển hệ thống động mạch rất là tốt, thậm chí nó có những cái động mạch đi vào u riêng nữa. Đó là cái đặc điểm của HCC đó, mình người ta tận dụng cái này để người ta luồn vào những cái động mạch mình nuôi nuôi u đi vào u, người ta bơm trực tiếp hóa chất vào u để mà giải quyết cái u bằng hóa chất. Hoặc là người ta tiêm cồn qua da, tức là một cái động tác là hủy u, đốt u đó, nhưng mà đốt bằng cồn hay là hủy bằng cồn. Này là phương pháp này cũng ngày xưa sử dụng nhiều, bây giờ thì ít rồi.
Hủy u bằng sóng cao tần là AFA, tức là sóng radio đúng hơn, radio frequency ablation, hoặc là bằng vi sóng microwave. Thì đây là hai cái phương pháp mà ngày nay người ta sử dụng nhiều. Nó có máy móc và trang bị rồi này nọ, dụng cụ đi kèm rất là tốt, làm rất là dễ dàng và cũng khá là hiệu quả. Nếu mà u dưới 3 cm thì đốt u mà tốt á, thì tương đương với lại phẫu thuật, chứ không phải là kém. Do đó đốt u bằng sóng cao tần là một trong những phương pháp điều trị triệt căn triệt để đó của HCC nhỏ dưới 3 phân. Đây là những cái máy móc rồi người ta gắm cái kim vào, xuyên cái kim vào đúng cái u rồi người ta phát nhiệt phát sóng ra để mà hủy cái u này, làm cho tế bào hoàn toàn bị đốt, bị hủy bởi nhiệt. Ngoài ra có các phương pháp điều trị khác toàn thân, ví dụ như là nhắm đích cho giai đoạn là BCLC đó, là giai đoạn tiến triển, hóa trị toàn thân, vân vân, xạ trị vân vân, những cái miễn dịch, chất miễn dịch hoặc là kích thích tố vân vân, có thể ở đây có giới thiệu rồi. Thì đây là quay lại cái sơ đồ, phác đồ điều trị theo Barcelona mà mấy em hồi nãy có được giới thiệu rồi ha, nó cũng gồm những giai đoạn và những cái phương pháp điều trị tương ứng. Đây là phương pháp điều trị của cái hiệp hội châu Á Thái Bình Dương. Hiệp châu Á Thái Bình Dương thì họ đó, họ không có giống như là Barcelona, nhưng họ lại đưa ra cái tiêu chí gì thì em đọc nhìn đây nè. Đầu tiên hết là một cái ung thư gan HCC đã được xác định rồi, người ta sẽ xem có di căn không, nếu có thì thôi không làm gì thêm, điều trị toàn thân hoặc là chăm sóc giảm nhẹ thôi. Nếu chưa có di căn thì sao, xem chức năng gan còn tốt không, nếu AB thì có thể cắt, còn cắt bỏ được không, nếu cắt bỏ được thì cắt, còn nếu không cắt được do tình trạng bệnh nhân, do cái gan nó xơ nhiều hoặc là do cái thể tích gan nó còn nhỏ vân vân, thì nếu không có cái đó thì người ta mới tính tới chuyện là hủy u hoặc là can thiệp nội mạch hoặc là điều trị hóa chất. Còn nếu cắt được thì người ta ưu tiên cắt. Do đó cái khác biệt lớn nhất của những cái hướng dẫn điều trị của châu Á Thái Bình Dương là sao, là họ đánh giá coi có cắt được gan hay không. Nếu cắt được là họ sẽ thiên về cắt. Còn Barcelona đó, Barcelona thì họ phân theo giai đoạn thôi. Do đó là cái chỉ định mà cắt gan của họ nó ít hơn là của châu Á Thái Bình Dương. Bởi vì sao? Bởi vì hiện nay châu Á Thái Bình Dương thì cái ghép gan mình khó khăn nguồn cho nguồn hiến tạng đó. Do đó, đó nếu mà mình đi theo cái hướng ghép gan mà cắt gan ít đó, mà ghép gan nhiều đó, thì đâu có gan đâu mà ghép. Cho nên chính vì vậy nên là châu Á Thái Bình Dương họ mới căn cứ theo cái tình hình thực tế của các nước châu Á Thái Bình Dương thì họ mới đưa ra cái chiến lược là nên xem xét cắt gan tối đa, chỉ khi nào không có khả năng cắt gan thì mới đưa cái bệnh nhân đó vào cái chương trình ghép gan, bởi vì tạng ghép gan hơi hơi hiếm. Đây là phác đồ điều trị Bộ Y tế thì cũng tương tự như Barcelona rồi, em thấy không, cũng là vậy đó, nhưng mà cũng vẫn lai lai cái châu Á Thái Bình Dương, tức là vẫn đặt nặng cái vấn đề cắt gan. Ghép gan thì chỉ dành cho một số ít trường hợp thôi, cũng có đốt u, cũng có taxi tức là can thiệp mạch, cũng có điều trị toàn thân và điều trị giảm nhẹ, giống tương tự như những cái phác đồ của các tổ chức khác. Đây là cái slide cuối cùng. Tụi em có thắc mắc gì nhiều không về cái bài hôm nay? Dạ thưa, cho em hỏi cái chẩn đoán của Bộ Y tế mình đó là chỉ cần là nhiễm nữa thầy, có cần là bị mạng như Đúng rồi, cái câu đó nó không có rõ ràng giống như những cái tổ chức người ta nói rõ ràng hơn, em hiểu không? Nhiễm không à, đâu có đúng giống như là cái gì đó, cái khuyến cáo của tổ chức nước ngoài người ta phải chứng minh là anh đó bị viêm gan mãn. Viêm gan mãn là gì? Tức là tồn tại kháng nguyên viêm gan trên 6 tháng, anh đó đã từng bị viêm gan mãn. Chứ còn cái này bị nhiễm viêm gan thôi thì biết bao nhiêu người nhiễm, mà nhiễm mà đâu phải ai nhiễm cũng viêm gan mãn đâu, cái tỷ lệ viêm gan mãn ở người nhiễm đâu có cao. Cái đó, cái câu đó mình cảm thấy nó không được đúng nghĩa lắm.
thì em phải xem lại cái đó. À, mình chỉ giới thiệu cái phác đồ Bộ Y tế nguyên văn nó là như vậy, và mình hiểu như thế nào, nhưng mình áp dụng như thế nào là một cái câu chuyện của mỗi cơ sở, mỗi bệnh viện, áp dụng cho nó tương đối hợp lý và chính xác một chút. Tụi em có hỏi gì thêm nữa không? Ờ, nghe cơ. Dạ, thầy. Cho em hỏi cái con gà tên hỏi gặp thầy á thầy. Mang tính ở phim cho thầy coi luôn được không? Bây giờ khoảng 10 phút nữa thì được. Dạ, vậy thôi 10 phút nữa hả Rồi, thầy 10 phút đi. ha. Mời chúng ta lại video con cho thầy nha. Rồi. Thì em có cần hỏi gì nữa không? Nếu không thì đi khi mà đi thực hành á, thử cố gắng áp dụng những cái điều về mặt lý thuyết của bệnh lý HCC vào trong chẩn đoán là chính nha, cái nhiệm vụ của tụi em thật sự cái chính là chẩn đoán đó, còn cái hướng xử trí đó thì tụi em thấy là một khi mà đã chẩn đoán được HCC rồi thì hướng xử trí là mình chọn lựa theo gồng gần như theo phác đồ. Ngày nay người ta dùng cái từ nó hơi cao cấp hơn chút là cá thể hóa, tức là không phải là dùng công thức nữa mà là tùy mỗi bệnh nhân có những cái đặc điểm gì đó, thì giữa ba bốn cái phương pháp điều trị này tôi chọn cái phương pháp điều trị nào mà nó phù hợp nhất đối với bản thân cái cá nhân bệnh nhân đó, thì cái đó cũng là một cái tốt thôi. Nhưng mà cái đó nó đòi hỏi là mình phải làm lâu năm, rồi mình phải có những cái kêu bằng những cái nhóm hội chẩn chuyên về ung thư vân vân thì mình mới có thể thực hiện được cái điều đó, chứ mà bản thân cá nhân mình làm sao mà mình có thể đưa ra được cái phương pháp mà nào mà gọi là tốt nhất hay là phù hợp nhất đối với bệnh nhân đó được. Mình phải có nhiều cái góc nhìn khác nhau, về phía phẫu thuật, về phía can thiệp, về phía nội khoa ung thư vân vân, nhiều cái chuyên ngành như vậy á, người ta mới ngồi đó, người ta họp lại, người ta mới đưa ra được, chọn được những cái phương pháp điều trị. Thậm chí ở Chợ Rẫy có thể sau khi họp người ta đưa ra cái phương pháp A, ở Đại học Y Dược sau khi họp xong người ta đưa ra cái phương pháp B, đó là cái sự chọn lựa của mỗi nhóm tùy theo từng cái suy nghĩ và khác nhau. Cho nên cái phần mà điều trị ấy, mình thấy là thực sự là tụi em cũng chỉ nắm về những cái nguyên tắc điều trị và những cái phương pháp phổ biến thôi. À, còn đi sâu nữa thì mình khi nào mà mình làm chuyên khoa về gan á, thì đúng không, mình sẽ đào sâu vô à, mình hiểu nhiều hơn và để mình ứng dụng được tốt hơn. Còn bây giờ thì mình nên tập trung vào cái vấn đề áp dụng những kiến thức lý thuyết vào trong chẩn đoán và chọn lựa một vài cái phương pháp điều trị phổ biến thôi, không cần đi sâu lắm. Rồi nếu không có gì nữa thì mình có thể kết thúc ở đây ha. Dạ tụi em cảm ơn thầy ạ. Rồi chào tụi em.